Xin chào mọi người ha. Hôm nay mình lên thêm một con máy mới nữa hiệu Sony ha. Đây là cái bề ngoài của nó. Đó. Đây nó bằng nhau hết ha. Nhưng mà tại do cái độ đứng của mình á, cái cao cái thấp nó ra mọi người nhìn thấy nó thấp nhưng mà nó bằng nhau hết ha. Rồi thì karaoke mình có Bluetooth ha. Với lại mình có Bluetooth máy nghe nhạc bằng Bluetooth luôn. Đây là cái body của nó. Rồi bây giờ mình test cái Bluetooth thử cho mọi người coi ha. Cái dây ấy, mọi người vẫn có thể xài được nhưng mà bây giờ ít ai xài lắm, nó dễ bị chuột này kia gặm á. Bây giờ mình test thử cái Bluetooth cho mọi người nghe ha. Sony GR5 set. Cái model của nó ha, GR5 ha. Connected. Rồi, nói kết nối đây ha mọi người. Mọi người nghe thử cái âm thanh nó lớn lắm luôn. Máy này còn mới lắm, 80-90% mới hết á. Âm thanh nó rất là lớn. Nó mở volume có 38 thôi, có chút xíu thôi nè. Ở trên điện thoại mở volume rất là thấp nhưng mà ở trên đây nè rất là lớn. Và bây giờ mình test thử cái karaoke cho mọi người nghe thử nha. Rồi không cần dây luôn, mọi người chỉ cần gắm vô thôi. Mình test thử cho mọi người nghe ha. Hello. Đây và mic 1, mic 2 ha, đều hoạt động bình thường ha mọi người. Hello. Rồi. Hello. Ok, hai cái đều hoạt động bình thường. Rồi cho mọi người coi lại lần nữa ha. Rồi mọi người có muốn mua con này thì liên hệ với mình nha. Hàng thì nhanh hết lắm, mọi người cố gắng ha. Rồi bye bye mọi người.